Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giải các bộ đề thi sát hạch giấy phép lái xe trong gói 600 câu hỏi luật mới áp dụng trong năm 2020 một cách nhanh chóng, hiệu quả, dễ nhớ và dễ hiểu nhất. Thì cái video đầu tiên này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách giải cái bộ đề thi số 1 đầu tiên. Thì nhìn chung đây là một cái bộ đề thi là tương đối dễ, thì có thể áp dụng rất nhiều các mẹo, các phương pháp giải khác nhau. Thì đến câu hỏi nào thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn để các bạn có thể áp dụng không chỉ ở bộ đề thi này mà các bạn còn có thể áp dụng ở những cái câu hỏi tương tự trong các bộ đề thi khác. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Câu hỏi số 1 thì người ta hỏi là phần đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại gọi là gì? Đáp án đầu tiên đó là phần mặt đường và lề đường. Thì chúng ta thấy có chữ lề đường thì đương nhiên đáp án số 1 chúng ta loại luôn nhé các bạn. Đáp án số 2 gọi là phần đường xe chạy và đáp án số 3 là phần đường xe cơ giới. Thì ở đây chúng ta dùng phương pháp loại trừ, chúng ta loại đáp án số 1 và số 3 đi. Chúng ta chọn cái đáp án số 2 là phần đường xe chạy. Câu hỏi số 2 thì gọi là hành vi đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường vào tham gia giao thông có bị nghiêm cấm hay không? Thì đương nhiên nó sẽ là bị nghiêm cấm. Thì những câu hỏi nào mà ở phần đáp án có các cụm từ như bị nghiêm cấm này, không được phép thì chúng ta chọn ngay cái đáp án đó luôn. Thì đơn những câu hỏi dạng này thì rất đơn giản và đáp án của nó là luôn luôn chính xác. Các bạn cứ yên tâm. Câu số 3, thấy có cụm từ không được phép, chúng ta chọn ngay đáp án cho tôi. Bây giờ chúng ta có thể đọc lại câu hỏi này. Hành vi tự lắp đặt sử dụng còi đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với từng loại xe cơ giới có được phép hay không? Đáp án số 1 là được phép khi có tư vấn của xưởng bảo dưỡng sửa chữa. Đáp án số 2 là không được phép, chúng ta vừa chọn. Đáp án số 3 là được phép khi thực hiện bởi thợ cơ khí lành nghề. Đáp án số 4 là không được phép khi chưa có sự tư vấn của xưởng bảo dưỡng sửa chữa. Ở đây là cái hành vi chúng ta tự lắp đặt còi đèn không đúng thiết kế thì ở đây là đang trái pháp luật, không được phép nha các bạn. Câu hỏi số 4, đây cũng là một câu cực kỳ dễ nữa. Chúng ta có cụm từ không được mang vác, chọn ngay cho tôi. Thì các bạn có đọc câu hỏi ký trong cái phần thi của mình thì chúng ta cũng vẫn nghiệm ra cái đáp án của nó là không được mang vác nha các bạn. Câu hỏi của nó nội dung là người ngồi trên xe ô tô, hai bánh, ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông có được mang vác vật cồng kềnh hay không? Đáp án đầu tiên là được mang vác tùy từng trường hợp cụ thể. Thì đáp án này chúng ta loại luôn. Đáp án số 2 là không được mang vác thì chúng ta vừa chọn. Đáp án số 3 là được mang vác nhưng phải đảm bảo an toàn thì cái này là cũng không đúng nha các bạn. Đáp án số 4 là tùy theo điều kiện sức khỏe của bản thân. Đáp án này chúng ta cũng loại luôn. Nên ở câu hỏi này chúng ta chọn đáp án số 2. Thì những cái mẹo mà tôi đưa ra cho các bạn là đều để áp dụng trả lời một cách nhanh chóng những câu hỏi dạng như thế này để chúng ta đến với những câu hỏi nó khó hơn, cần sự tư duy và suy luận. Câu số 5 thì đây là một câu hỏi rất dễ các bạn gây nhầm lẫn trả lời sai. Nội dung câu hỏi là khi muốn chuyển hướng, người lái xe phải thực hiện như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông? Đáp án đầu tiên là giảm tốc độ, quan sát gương, ra tín hiệu chuyển hướng, quan sát an toàn và chuyển hướng. Đáp án số 2 là quan sát gương, ra tín hiệu, quan sát an toàn và chuyển hướng. Đáp án số 3 là quan sát gương, giảm tốc độ, ra tín hiệu chuyển hướng và quan sát an toàn chuyển hướng. Đáp án số 4 là quan sát gương, giảm tốc độ, ra tín hiệu và chuyển hướng. Thì các đáp án ở đây nó sẽ đều na ná giống như nhau hết. Thì ở đây chúng ta làm sao để chọn được cái đáp án đúng? Thì ở đây là các trình tự chúng ta cần phải nắm được. Chúng ta nắm được cái trình tự của nó thì đương nhiên chúng ta sẽ chọn được cho mình cái đáp án đúng. Thì cái trình tự nó là như sau, là chúng ta phải quan sát gương trước, sau đó chúng ta giảm tốc độ và ra tín hiệu chuyển hướng, quan sát an toàn và chuyển hướng. Đó là cái đáp án số 3 nhé các bạn. Tại sao nhiều bạn hỏi là không có chọn đáp án số 1 là giảm tốc độ rồi quan sát gương, ra tín hiệu chuyển hướng, quan sát an toàn và chuyển hướng? Thì các bạn nên nhớ cho tôi, khi chúng ta muốn thực hiện đổi len, đổi làn, chuyển hướng thì đương nhiên được đầu tiên chúng ta sẽ phải quan sát gương trước để xem cái ô tô phía sau của mình nó có giữ cái khoảng cách an toàn với chúng ta hay không, rồi chúng ta hãy giảm tốc độ. Khi chúng ta đang đi trên đường, nếu như chúng ta không quan sát gương, chúng ta giảm tốc độ liền thì cái xe phía sau
Nếu nó không giữ cái khoảng cách an toàn thì rất dễ sẽ húc vào cái đuôi xe của mình, dẫn tới cái vụ tai nạn giao thông. Nên chúng ta sẽ phải quan sát gương trước. À, thấy có xe phía sau giữ khoảng cách an toàn thì chúng ta hãy giảm tốc độ để chuyển hướng. Còn nếu nó không giữ an toàn thì chúng ta sẽ phải từ từ để xe đó đi qua chúng ta rồi chúng ta mới chuyển hướng sau. Ok nhé các bạn nhớ cho tôi. Cái đây là các kinh nghiệm rất hữu ích cho các bạn cho cái việc lái xe sau này. Câu số 6 thì tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông báo hiệu. Khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có chuông báo hiệu, người tham gia giao thông phải dừng lại ngay và giữ khoảng cách tối thiểu bao nhiêu mét từ đường ray gần nhất. Thì cái khoảng cách chúng ta cần phải giữ tối thiểu đó là 5 mét nha các bạn. Thì ở đây câu hỏi này nó sẽ giống với cái câu hỏi trong cuốn 450 câu hỏi thì sát hạch giấy phép lái xe cũ. Bạn nào đã đọc qua thì các bạn trả lời các ý này thì rất đơn giản. Câu số 7. Khi tập lái xe ô tô, người và xe tập lái phải đảm bảo các điều kiện gì dưới đây? Đáp án đầu tiên là người tập lái xe phải thực hành lái xe trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ. Đáp án số 2 là xe tập lái phải có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường, còn hiệu lực có giấy phép xe tập lái do cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực và nộp phí sử dụng đường bộ theo quy định. Đáp án số 3 là xe tập lái phải có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường còn hiệu lực giấy phép vận chuyển nếu là loại xe đó cần phải có. Đáp án số 4 là cả ý 1 và ý 2. Thì ở đây cái đáp án này chúng ta đọc sơ qua thì đáp án số 1 là đáp án đúng rồi nha các bạn. Đáp án số 2 nó cũng là đáp án đúng. Ở cái gói 600 câu hỏi này mỗi câu hỏi chỉ duy nhất có một đáp án đúng nên chúng ta chọn cái đáp án số 4 là cả ý 1 và ý 2 cho tôi. Sang câu số 8. Khi lái xe trên đường vắng mà cảm thấy buồn ngủ thì người lái xe nên chọn cách xử lý như thế nào cho phù hợp? Đáp án số 1 là tăng tốc kết hợp với nghe nhạc và đi tiếp. Thì đáp án này là đáp án sai, chúng ta loại trực tiếp nha các bạn. Đáp án số 2 là quan sát dừng xe tại nơi quy định, nghỉ cho đến khi hết buồn ngủ và đi tiếp. Đáp án số 3 là sử dụng một ít rượu bia để hết buồn ngủ và đi tiếp. Thì ở đây cái đáp án số 2 này thì đương nhiên là sẽ cái đáp án chính xác. Câu số 9. Khi tham gia giao thông trên đoạn đường không có biển báo cự ly tối thiểu giữa hai xe với điều kiện mặt đường khô ráo, xe cơ giới đang chạy với tốc độ từ trên 60 đến 80 km trên một giờ thì người lái xe phải duy trì khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước tối thiểu là bao nhiêu mét? Thì ở đây cái khoảng cách tối thiểu á, thì nó trong bộ 600 câu hỏi này nó có sự thay đổi nhé các bạn. Ở bộ 450 câu hỏi thì các bạn chỉ cần lấy số lớn nhất các bạn trừ đi 30 là ra. Nhưng ở đây chúng ta sẽ không còn áp dụng được cái mẹo đấy nữa. Thì ở đây cái khoảng cách an toàn chúng ta cần phải giữ đó là 55 mét nha các bạn. Nếu như cái tốc độ của xe chạy từ 80 đến 100 thì cái khoảng cách an toàn sẽ là 70 mét nhé. Câu số 10. Người lái xe không được vượt xe khác khi gặp trường hợp nào ghi ở dưới đây? Ở đây là người ta hỏi là không được vượt nha các bạn. Thứ nhất là trên cầu hẹp có một làn xe. À, trên cầu hẹp có một làn xe thì đương nhiên chúng ta sẽ không được phép vượt. Chúng ta có chọn đáp án số 1 nha các bạn. Đáp án số 2 là tại nơi đường bộ giao nhau không cùng mức với đường sắt thì đương nhiên thì chúng ta vượt bình thường. Đáp án số 3 là xe được quyền ưu tiên đang đi phía trước nhưng không phát tín hiệu ưu tiên khi làm nhiệm vụ. Họ không phát tín hiệu ưu tiên thì đương nhiên chúng ta vẫn được quyền phép vượt. Còn nếu một khi họ đã phát tín hiệu ưu tiên thì chúng ta phải nghiêm chỉnh chấp hành nhường đường cho xe ưu tiên khi đang đi làm nhiệm vụ. Ở đây chúng ta chỉ chọn cái đáp án duy nhất, đó là đáp án số 1 mà thôi. Câu số 10 thì theo luật giao thông đường bộ, tín hiệu đèn giao thông gồm 3 màu nào ghi ở dưới đây? Thì đây là một câu quá dễ rồi. Đương nhiên nó sẽ là đỏ, vàng và xanh. Đáp án số 1. Quá nhanh câu hỏi này. Câu số 12 là thời gian làm việc một ngày của người tài xế ô tô không được vượt quá bao nhiêu giờ trong trường hợp nào dưới đây? Thì ở đây cái thời gian làm việc của tài xế ô tô là không được quá 10 giờ nha các bạn. Câu số 13. Trong đô thị người lái xe buýt
Xe chở hàng phải thực hiện những quy định nào dưới đây? Đáp án đầu tiên là người lái xe buýt phải chạy đúng tuyến, đúng lịch trình, dừng đỗ đúng nơi quy định. Người lái xe chở hàng phải hoạt động đúng tuyến, phạm vi và thời gian quy định đối với từng loại xe. Đáp án số 2 là người lái xe buýt xe chở hàng đón trả khách hàng hóa theo thỏa thuận giữa khách hàng và người lái xe. Thì đây là cái đáp án sai nha các bạn. Thì chúng ta đọc lên một cái thì chúng ta thấy vô lý rồi. Nên ta chọn ngay đáp án số 1 cho tôi. Câu số 14, đây là một câu hỏi về biển báo. Người ta hỏi là biển nào cho phép ô tô con được vượt. Các bạn chú ý là được vượt nhé các bạn. Thì tôi sẽ giải thích ý nghĩa của từng loại biển cho các bạn biết. Cái biển đầu tiên, biển số 1, thì ở đây là biển hết cấm vượt nhé các bạn. Nên ô tô con sẽ vẫn được vượt trong cái trường hợp này. Biển số 2 là biển cấm vượt, nó ngược lại với cái biển số 1. Đó là cấm vượt. Nên ô tô con sẽ không được vượt khi gặp biển này. Biển số 3 là biển cấm ô tô tải vượt, nên ô tô con sẽ vẫn được vượt. Chúng ta nên hiểu nôm na một câu đó là cấm nhỏ thì cấm lớn, mà cấm lớn thì không cấm nhỏ. Nghĩa là nó chỉ cấm xe tải thôi, nên xe con vẫn được phép vượt bình thường. Vậy nên, cái đáp án của nó đó là biển số 1 và biển số 3 chúng ta rõ dưới đáp án. Chúng ta thấy đáp án số 4 đúng, nên chúng ta chọn ngay đáp án số 4 cho tôi. Câu số 15. Khi xảy ra tai nạn giao thông, người lái xe và người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn phải thực hiện các công việc gì ở dưới đây? Đáp án đầu tiên là đặt các biển cảnh báo hoặc vật cảnh báo phía trước và phía sau hiện trường xảy ra tai nạn để cảnh báo, kiểm tra khả năng xảy ra hỏa hoạn do nhiên liệu bị rò rỉ, bảo vệ hiện trường vụ tai nạn và cấp cứu người bị thương. Đáp án số 2 là đặt các biển cảnh báo hoặc vật báo hiệu ở phía trên nóc xe xảy ra tai nạn để cảnh báo. Chúng ta đọc đến đây, đặt biển cảnh báo trên nóc xe thì chúng ta biết cái đáp án số 2 là sai rồi. Đáp án số 3 là cả ý 1 và ý 2. Nên chúng ta ở đây chỉ chọn đáp án số 1 mà thôi. Câu số 16. Khi xuống dốc, muốn dừng xe, người lái xe cần phải thực hiện các thao tác nào để đảm bảo an toàn? Thì đương nhiên, xuống dốc thì chúng ta phải có tín hiệu là rẽ phải. Điều khiển xe sát vào lề đường bên phải, đạp phanh sớm và mạnh hơn lúc dừng xe ở trên đường băng để xe đi với tốc độ chậm đến mức dễ dàng dừng lại được. Về số 1, đạp nửa ly hợp côn cho xe chạy đến chỗ dừng. Khi xe đã dừng thì về số 0, đạp phanh chân và kéo phanh tay. Đáp án này là một đáp án tương đối đầy đủ. Thì chúng ta đọc tiếp cái đáp án số 2 này. Có tín hiệu rẽ phải, điều kiện điều khiển xe sát vào lề đường bên trái. Các bạn thấy không, đáp án có tín hiệu rẽ phải mà mình lại điều khiển xe vào lề đường bên trái thì đương nhiên cái đáp án số 2 bị sai rồi nhé các bạn. Đáp án số 3 là có tín hiệu rẽ trái thì theo quy định chúng ta dừng thì chúng ta phải rẽ phải. Nên cái đáp án số 3 và số 2 chúng ta loại luôn, chỉ có đáp án số 1 là đáp án chính xác. Câu số 17. Khi động cơ ô tô đã khởi động mà trên bảng đồng hồ xuất hiện ký hiệu như hình vẽ dưới đây thì báo hiệu tình trạng ô tô như thế nào? Thì các bạn thấy hai cái cửa nó mở ra ở đây. Đương nhiên cái đáp án của nó là có cửa xe chưa đóng chặt hoặc có cửa xe chưa đóng. Ok. Câu số 18. Khi lùi xe, người lái xe phải xử lý như thế nào để đảm bảo an toàn giao thông? Đáp án đầu tiên là quan sát bên trái, bên phải, phía sau xe có tín hiệu cần thiết và lùi xe với tốc độ phù hợp. Đáp án số 2 là quan sát phía trước và lùi xe với tốc độ nhanh. Đáp án này, quan sát phía trước và lùi xe tốc độ nhanh thì chúng ta loại luôn đáp án số 2 nhé các bạn. Đáp án số 3 là quan sát bên trái và phía trước của xe, lùi xe với tốc độ nhanh. Ở đây chúng ta loại trừ đáp án số 2 và số 3 luôn, chọn ngay đáp án số 1 cho tôi. Số 19. Kỹ thuật cơ bản để giữ thăng bằng khi điều khiển xe mô tô đi trên đường gồ ghề như thế nào trong các trường hợp ghi ở dưới đây? Đáp án số 1 là đứng thẳng trên giá gác, chân lái sau, sau đó hơi gập đầu gối và khuỷu tay đi chậm để không bị nảy quá mạnh. Đáp án số 2 là ngồi lùi lại phía sau, tăng ga, vượt nhanh qua đường sóc. Thì chúng ta thấy tăng ga, vượt qua đường sóc là đáp án này sai, chúng ta loại rồi nhé các bạn. Đáp án số 3 ngồi lệch sang phía bên trái hoặc bên phải lấy thăng bằng qua đường gồ ghề. Ngồi lệch qua bên trái, bên phải thì chúng ta lại càng làm mất cân đối của xe. Nên ở đây chúng ta loại luôn, chọn đáp án số 1 cho tôi. Câu số 20. Niên hạn sử dụng của ô tô chở người trên 9 chỗ ngồi
tính từ năm sản xuất là bao nhiêu năm. Thì các bạn nhớ cho tôi là tải 25 và khách là 20. Ta chọn ngay cho tôi cái đáp án số 2 là 20 năm nhé các bạn. Câu số 21. Dây đai an toàn được trang bị trên ô tô có tác dụng gì? À, dây đai an toàn là thắt dây an toàn á, chúng ta cứ hay hiểu nôm na là như vậy á. Đáp án đầu tiên là để phát điện năng cung cấp cho các phụ tải làm việc và nạp ắc quy. À, đáp án số 1 chúng ta đọc lên biết sai rồi. Chọn lượng loại ngay đáp án số 1 cho tôi. Đáp án số 2 là ổn định chuyển động của xe ô tô khi đi vào đường vòng. Đáp án số 3 là giữ chặt người lái và hành khách trên ghế ngồi khi ô tô đột ngột dừng lại. Đáp án số 4 là để tích trữ điện năng và cung cấp điện cho các phụ tải làm việc. Đáp án số 4 và đáp án số 2 thì chúng ta loại ngay nhé. Đáp án số 1 cũng vậy. Đây chúng ta chỉ chọn đáp án số 3, đó là giữ chặt người lái và hành khách trên ghế ngồi khi xe ô tô đột ngột dừng lại. Câu số 22. Bắt đầu với câu biển báo tiếp theo. Biển báo nào báo hiệu đường sắt giao nhau với đường bộ không có rào chắn? Thì đó là biển số 1, biển số 2, biển số 3. Biển số 1 thì các bạn thấy cái rào chắn ở đây rồi, thì đương nhiên sẽ không phải. Chỉ còn biển số 2 và biển số 3 là báo hiệu giao nhau với đường sắt không có rào chắn. Chúng ta đi tìm đáp án, đó là cái đáp án số 2 nhé các bạn. Câu số 23, biển nào báo hiệu đường 2 chiều? Thì ở đây, cái biển số 1 đó là biển báo hiệu đường 2 chiều. Biển số 2 là biển báo hiệu nhường đường cho xe cơ giới. Biển số 3 đó là biển báo hiệu được ưu tiên qua đoạn đường hẹp. Nên ở đây, cái biển báo hiệu đường 2 chiều là biển số 1 nha các bạn. Câu số 24, thì người ta hỏi là biển... Câu số 24 thì người ta hỏi là biển nào cấm xe rẽ trái? Đây chúng ta có biển số 1 và biển số 2. Thì theo cái quy định của bộ luật mới 600 câu hỏi thì biển báo rẽ trái thì sẽ tách biệt với cái biển báo cấm quay đầu xe nhé các bạn. Ngày trước thì chúng ta là có cấm rẽ, cấm quay được rẽ. Nhưng bây giờ biển nào thì đi theo biển đấy. Cấm rẽ trái thì chỉ cấm rẽ trái mà thôi, cấm quay đầu xe thì chỉ cấm quay đầu xe mà thôi. Vậy nên ở đây biển cấm rẽ trái thì chúng ta chọn ngay đáp án số 1 cho tôi. Chuyển qua câu số 25, người ta hỏi là biển nào báo hiệu khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe? Thì cái biển số 1 thì đó là biển chiều dài đoạn đường cần giữ cái cự ly tối thiểu. Cái biển số 2 thì biển báo hiệu là khoảng cách thực tế từ nơi đặt biển đến nơi cần cự ly tối thiểu giữa hai xe. Nên ở đây chúng ta chọn ngay cái đáp án số 2 là biển số 2 cho tôi nhé các bạn. Câu số 26. Đây. Câu số 26. Biển nào không cho phép xe rẽ phải? Thì các bạn thấy ở hình đấy. Thì chỉ có biển số 1 là không cho phép xe rẽ trái phải. Nên chúng ta chọn ngay biển số 1. Thì ở đây là cái biển chỉ dẫn thì bắt buộc cái hướng chúng ta phải tuân theo nhé các bạn. Câu số 27. Chiều dài đoạn đường 500m từ nơi đặt biển này, người lái xe có được phép bấm còi hay không? Thì đương nhiên là không được phép. Ở đây là biển cấm bóp còi này các bạn thấy không ạ? Câu số 28. Biển này có ý nghĩa hiệu lực gì? Thì ở đây là một biển nhập làn trên đường cao tốc nha các bạn. Thì người ta nói về cái khoảng cách vị trí đến nơi nhập làn vào đường cao tốc. Đáp án số 1 là chỉ dẫn sắp đến vị trí nhập làn. Đáp án số 2 là chỉ dẫn vị trí nhập làn xe cách 250m. Đáp án số 3 là chỉ dẫn vị trí nhập làn cách trạm thu phí 250m. Thì ở đây chỉ có đáp án số 2 là đáp án đúng nha các bạn. Câu số 29. Biển nào báo hiệu đường hầm? Thì ở đây biển số 1 thì người ta báo hiệu đó là cái cửa chui. Biển số 2 là biển báo hiệu đường hầm. Và biển số 3 là biển báo hiệu cầu vượt. Cho nên chúng ta chọn ngay cái đáp án số 2, đó là biển 2 cho tôi. Câu số 30, gặp biển nào thì xe xích lô không được phép đi vào? Ở đây biển số 1 là biển cấm tất cả các loại xe lam. Biển số 2 là biển
Cấm xe mô tô kéo theo xe xích lô. Ồ, biển số 3 là biển cấm xe xích lô. Cho nên người ta hỏi là gặp biển nào thì xe xích lô được phép đi vào. Thì ở đây chỉ có biển số 1 và số 2 là xích lô sẽ được quyền đi vào. Ta chọn cái đáp án số 4 cho tôi nhé các bạn. Câu số 31, biển nào ở đây báo hiệu là đường trơn? Thì ở đây chúng ta thấy cái biển số 2 ngoằn nghèo thì chúng ta báo hiệu đó là biển đường trơn nhé các bạn. Câu số 32, các vạch dưới đây có tác dụng gì? Thì cái vạch kẻ đường ở đây có tác dụng là phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau. Đáp án số 1 nhé các bạn. À tôi xin lỗi. Đó là cái đáp án số 2 nhé các bạn. Phân chia. Câu số 32. Các vạch dưới đây có tác dụng gì? Thì ở đây chúng ta thấy biển 1 là một vạch đứt khoáng kẻ ở giữa. Vạch thứ 2 là vạch kẻ liền nét. Thì ở đây đáp án số 1 là phân chia theo hai chiều xe chạy ngược chiều. Đáp án số 2 là phân chia các làn xe chạy cùng chiều. Thì ở đây cái đáp án nó là đáp án số 2 nhé các bạn. Câu số 33. Biển nào báo hiệu đoạn đường hay xảy ra ùn tắc giao thông? Thì cái biển 1 thì báo hiệu là đường hầm nhé các bạn. Nguy hiểm đường hầm. Biển số 2 là biển báo hiệu nguy hiểm hay xảy ra ùn tắc giao thông. Các bạn thấy ba cái ô tô xếp chồng. Còn điểm 3 là báo hiệu đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông. Nên ở đây chúng ta chọn cái biển số 2 tương ứng với cái đáp án số 2 nhé các bạn. Câu số 34 thì đây là những câu về giải các thế xa hình. Thì ở đây người ta hỏi là xe nào được quyền đi trước trong cái trường hợp này? Thì ở đây chúng ta thấy có xe cứu thương và xe mô tô. Thì đương nhiên xe cứu thương là xe ưu tiên thì nó sẽ được quyền đi trước. Chọn đáp án 2, xe cứu thương. Câu số 35 thì theo hướng mũi tên, hướng nào xe không được phép đi? Không được phép đi nhé các bạn. Thì các bạn thấy tất cả các hướng chỉ có duy nhất hướng số 1 có cái biển báo cấm tất cả các loại xe cơ giới đi vào. Nên hướng số 1 sẽ là hướng không được phép đi. Đã chọn đáp án số 2, chỉ hướng 1. Câu số 36, ô tô con đi theo mũi tên có vi phạm quy tắc giao thông hay không? Thì đương nhiên nó sẽ vi phạm bởi vì anh trong giữa ngã ba ngã tư là anh không được quyền anh quay đầu xe khi anh đã ra khỏi ngã ba ngã tư nhé các bạn, sẽ rất nguy hiểm nên chúng ta chọn đáp án số 2 là vi phạm. Câu số 37, xe nào phải nhường đường là đúng quy tắc giao thông? Thì cái quy tắc giao thông chúng ta đó là xe xuống dốc thì phải nhường đường cho xe lên dốc, nên cái xe A, xe màu vàng sẽ phải nhường đường. Đáp án số 1. Câu số 38, bạn có được phép vượt xe mô tô phía trước hay không? Thì ở đây chúng ta đang chuẩn bị vào một cái giao lộ có biển báo cảnh báo nguy hiểm sắp giao nhau với đường ưu tiên. Ở đây chúng ta sẽ không được quyền vượt cái xe mô tô ở phía trước nhé các bạn, sẽ rất nguy hiểm. Câu số 39, xe của bạn được đi theo hướng nào trong cái trường hợp này? Thì chúng ta đang ở cái len thứ 2 có mũi tên là được quyền rẽ phải và được quyền đi thẳng. Trong khi đó ở đây là đang là đèn đỏ. Vậy nên cái hướng đi của chúng ta sẽ là dừng lại trước vạch dừng, đi thẳng và rẽ trái khi đèn xanh. Đó là đáp án số 3 nhé các bạn.